hơn nhau có vài chục ca thì bạn nên chọn dòng kha rayoshi hai mắt 60 này hay là bạn nên chọn cái dòng 60 mà màu đen có hai cái lo bự kia thì đây là bốn cái điểm khác nhau mà bà con có thể cần biết trước khi quyết định là mua cái dòng nào nha thì cái điểm đầu tiên đó bà con có thể thấy nè ở đây cái tay mình như thế này so với bên kia thì con kia nó to hơn rất là nhiều so với con này đây là cái điểm thứ nhất tiếp theo là ở trên cái dòng hai lo nha đây là hình ảnh của dòng hai lo bự nè thì về hình ảnh nó gần như là giống nhau hết cái điểm thứ hai là bà con thấy liền luôn. vừa bự xong thì chúng ta có thêm hai cái loa phía trên nữa nên cái cảnh báo hay là cái đàm thoại của cái dòng màu đen nó sẽ có phần to hơn cái dòng màu trắng. còn bây giờ mình sẽ quay ra qua cái mẫu màu trắng nha. đây là hình ảnh trên dòng màu trắng là hai điểm rồi đúng không? cái điểm thứ ba nữa là cái đèn led ở trên cái dòng màu đen nó sẽ nhiều hơn cái dòng màu trắng nên ban đêm khi mà phát hiện chuyển động thì cái mẫu màu đen nó sẽ sáng hơn là ở cái mẫu màu trắng và cái điểm cuối cùng á, đương nhiên rồi giá nó sẽ mắc hơn vài chục ca thì bà con chấp nhận mức vài chục ca đó bà con sẽ được ba cái điều hơn ở phía trước nếu là bà con mà hiểu bà con sẽ chọn dòng sản phẩm nào